Chuyên gia cảnh báo, đại cách mạng văn hóa phiên bản Tập Cận Bình đang tái hiện. Nhiều tên tuổi hàng đầu trong làng giải trí Hoa ngữ như Triệu Vy, Lý Liên Kiệt sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị thanh trừng, bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc đang củng cố mục tiêu cao nhất là quyền lực và kiểm soát xã hội một cách toàn diện. Kính thưa quý vị, những ngày qua làng giải trí Hoa ngữ lâm vào tình trạng hoảng loạn, trong khi người hâm mộ hoang mang khi tên tuổi của ca sĩ kiêm diễn viên hàng đầu Trung Quốc đại lục Triệu Vy đã biến mất trên hầu hết tất cả các nền tảng mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc chỉ trong một đêm. Ngay sau đó, một danh sách liệt kê những người tiếp theo bị thanh trừng lại được lan truyền, trong đó toàn là những tên tuổi đình đám như Lưu Dực Phi, Tạ Đình Phong. Đặc biệt, đạo diễn trẻ Chu Quốc Cương đã trực tiếp chỉ đích danh Lý Liên Kiệt nói rằng Triệu Vy gặp chuyện rồi, sau Huỳnh Hiểu Minh lại xóa Weibo, Lý Băng Băng sao lại xóa ảnh chụp chung, Chao Jack Ma không ra tay cứu bạn mình, cuối cùng anh bất ngờ yêu cầu Lý Liên Kiệt chạy mau đi và nói thẳng tháng sau kẻ sập nhà rất có thể sẽ là ông. Đến nay dư luận Trung Quốc cho rằng ngoài những bê bối trong kinh doanh và bê bối trong giới showbiz, một trong những lý do dẫn đến cuộc thanh trừng này đó là Triệu Vy từng mặc áo thun có cờ Nhật Bản và mang quốc tịch Singapore, còn Lý Liên Kiệt thì mang quốc tịch Hoa Kỳ trước, nhưng sau đó cũng đổi thành công dân Singapore. Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn giảm tầm ảnh hưởng của những người nổi tiếng mang quốc tịch nước ngoài, thì Lý Liên Kiệt thực sự có thể là mục tiêu tiếp theo như lời của đạo diễn Chu Quốc Cương. Tuy nhiên, các chuyên gia về Trung Quốc thì cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể muốn đàn áp những người có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội, giống như đại cách mạng văn hóa thời Mao Trạch Đông. Hôm 27 tháng 8 vừa qua, ông Akiko Yaita, giám đốc truyền thông của Nhật Bản, đã nói với đài Á Châu Tự Do rằng chính phủ Trung Quốc trước tiên dán nhãn cho những người giàu có và nổi tiếng là tội phạm và rồi triệt để bêu xấu họ. Đây là một kiểu vi phạm nhân quyền rất nghiêm trọng. Ông Akiko cho biết, trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa, một số nữ diễn viên đã bị bắt phải đeo giày hỏng trên cổ rồi đi diễu quanh phố vì Mao Trạch Đông cho rằng họ là các phần tử bại hoại đạo đức. Giờ đây, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc thời Tập Cận Bình có lẽ cũng đang dùng lại chiêu này, giống như đang phát động một cuộc đại cách mạng văn hóa phiên bản hiện đại. Đảng Cộng sản Trung Quốc làm tất cả những điều này từ xưa tới nay để đạt được hai thứ là quyền lực và kiểm soát xã hội. Các ngôi sao hàng đầu của Trung Quốc có tầm ảnh hưởng rất lớn tới thế hệ trẻ, cùng lượng fan hâm mộ khổng lồ của họ. Với chính phủ trung ương độc quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì điều này gần như là tuyệt đối không được phép. Trong lịch sử hình thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì bất kỳ lực lượng nào mà nó cảm thấy có sự đe dọa tới quyền lực và kiểm soát thì dù lực lượng đó tốt, có ích cho xã hội cũng không được phép tồn tại ở Trung Quốc đại lục. Giống như sự kiện Pháp Luân Công hồi những năm 1990, khi đó những đạo lý tu luyện uyên thâm dạy cho con người cách tu tâm hướng thiện, chiều theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn, môn khí công Phật gia này đã gây tiếng vang rất lớn trong xã hội Trung Quốc. Được giới thiệu ra công chúng năm 1992, chỉ sau 7 năm, số lượng người theo học đã lên tới 100 triệu người, nhiều hơn cả số lượng đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Như vậy, để duy trì quyền lực và kiểm soát xã hội, chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu để ý và tìm cách sách nhiễu những người theo học và bôi nhọ môn tập. Người Trung Quốc vốn đã trải qua thời kỳ đại cách mạng văn hóa và muôn vàn biến cố xã hội, nên năng lực phân tích tốt có thể nói là dân tộc có nội hàm uyên thâm. 100 triệu người tu luyện đề cao đạo đức và tố chất thân thể theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn đối với một quốc gia mà nói muôn phần có lợi, nhưng vì quyền lực, vì muốn kiểm soát xã hội và đặc biệt là vì sự đố kỵ, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc bấy giờ là Giang Trạch Dân, ông ta đã dùng lừa gạt và dối trá khiến người Trung Quốc đi theo chúng bức hại Pháp Luân Đại Pháp, phản đối chân, thiện, nhẫn, tán đồng giả, ác, đấu. Giang Trạch Dân đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công trên phạm vi toàn quốc vào tháng 7 năm 1999. Hơn nữa, ông ta còn vu khống, lừa dối và tuyên truyền trên phạm vi toàn cầu. Như vậy, nhìn từ lịch sử có thể thấy, để duy trì quyền lực và kiểm soát xã hội, rất có thể những người có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội Trung Quốc hiện nay, như các nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng hay tỷ phú doanh nhân như Triệu Vy, Lý Liên Kiệt, Jack Ma, sẽ lần lượt trở thành mục tiêu thanh trừng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kính thưa quý vị, những việc làm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhiều năm qua đã để lại những vết nhơ không thể gột rửa. Tuy nhiên, người đang làm, trời đang nhìn. Dù bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp trên quy mô toàn cầu trong suốt 22 năm qua, nhưng Pháp Luân Công vẫn được phổ biến rộng rãi với hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lần này cũng vậy, đại cách mạng văn hóa phiên bản Tập Cận Bình rất có thể sẽ gây tác dụng ngược và đặt một dấu chấm hết cho chính quyền tà ác này. Bản tin của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.